Jack Nicklaus được biết đến như một tượng đài lớn của golf thế giới. Trong môn thể thao này, không có một cái tên nào vĩ đại hơn Jack Nicklaus và cũng không một ai thay đổi bộ mặt của golf nhiều hơn ông. Với tư cách là người chơi, nhà thiết kế, nhà từ thiện và đại sứ thiện chí. Nếu nói về số danh hiệu Major thì Jack Nicklaus luôn là golfer xuất sắc nhất mọi thời đại. Với 18 danh hiệu Major và 73 chiến thắng tại PGA Tour. Huyền thoại Nicklaus cũng là golfer giành được 3 lần Grand Slam, thâu tóm cả 4 danh hiệu Major. Đến nay, chưa có golfer nào vượt qua được cái bóng của ông, ngay cả Tiger Woods. Jack William Nicklaus sinh ngày 21 tháng 1 năm 1940 tại Columbus, Ohio và lớn lên ở ngoại ô Upper Arlington. Ông là người gốc Đức, là con trai của Helen Joner và Charles Nicklaus, một dược sĩ và điều hành một số cơ sở kinh doanh có tên là Nicklaus Drugstore. Jack Nicklaus theo học tại trường trung học Upper Arlington. Ông có một biệt danh và linh vật tình cờ, đó là gấu vàng. Và cái tên này cũng theo ông suốt chặng đường chinh phục golf đỉnh cao. Khi còn học trung học, bên cạnh golf thì Jack cũng chơi tốt các môn thể thao khác như bóng rổ, bóng đá, bóng chày, quần vợt và điền kinh. Jack chơi golf từ 50 tuổi, ông học golf từ huấn luyện viên Jack Grau tại Scotty, một người cùng thời với các golfer vĩ đại như Bryson Nelson và Bill Hogan. Nicklaus đã giành chức vô địch đầu tiên tại giải Ohio State Junior ở tuổi 12. Và trong suốt 7 năm đầu tiên chơi golf, Jack Nicklaus giành được 27 chiến thắng tại các giải đấu thuộc bang Ohio. Jack Nicklaus học đại học tại bang Ohio từ năm 1957 đến năm 1961. Ông học chuyên ngành dược và đạt điểm cao trong 3 năm đầu tiên. Đồng thời, dự định của ông là sẽ theo con đường dược giống như cha của mình. Tuy nhiên, khi thành tích chơi golf nghiệp dư của Jack ngày càng thăng hoa với rất nhiều chiến thắng, mà điểm nhấn là chức vô địch US Amateur năm 1959 và 1961, về nhì tại US Open năm 1960 khi chỉ kém Arnold Palmer 2 gậy, Nicklaus đã quyết định chuyển sang chơi golf chuyên nghiệp ở tuổi 21 vào cuối năm 1961 và bắt đầu sự nghiệp của mình trên PGA Tour vào năm sau đó. Tất cả bắt đầu vào năm 1962 tại giải US Open ở Oakmont, nơi ông thắng Arnold Palmer trong trận playoff 18 hố. Đó là danh hiệu đầu tiên của ông sau 17 giải đấu trên PGA Tour. Một danh hiệu Major đã mở ra một trong những chương đầu của cuộc cạnh tranh kéo dài và hấp dẫn giữa hai huyền thoại golf. Nicklaus xuất hiện trên tất cả các trang bìa tạp chí khi ông mới 22 tuổi. Jack chinh phục từng danh hiệu cho bộ sưu tập quốc của mình. Chỉ một năm sau US Open, Jack đã có chức vô địch Master đầu tiên và tiếp theo là PGA Championship trong cùng một năm. Những chiến thắng này đã giúp ông trở thành người trẻ tuổi nhất vô địch Master và người trẻ thứ ba giành chức vô địch PGA Championship. Sau 4 năm thi đấu trên PGA Tour, Jack Nicklaus đã có 17 chiến thắng. Năm 1965, lần thứ hai, ông vô địch The Master và sau đó trở thành golfer đầu tiên vô địch giải đấu này 2 năm liên tiếp khi chiến thắng ở loạt playoff năm 1966. Ông cân bằng số lần chiến thắng tại Augusta National của Sam Snead và chỉ kém Arnold Palmer đúng một chiến thắng. Cũng trong năm 1966, sau The Master, Jack Nicklaus đã sưu tập trọn bộ Grand Slam khi vô địch Open Championship ở St. Andrews và trở thành người chơi trẻ nhất ở tuổi 26 có đủ 4 danh hiệu Major, cho đến khi Tiger Woods, 24 tuổi, phá vỡ kỷ lục này vào năm 2000. Nicklaus ưa thích những cú phát bóng xa. Trong suốt thời kỳ đỉnh cao của mình, ông liên tục nằm trong số những golfer có cú driver xa và thẳng nhất trên PGA Tour. Sở trường của ông là những cú đánh pace vì nó cho phép bóng dừng lại nhanh trên các green cứng và nhanh.
Ông không phải là người nổi tiếng nhất trên sân mà là Arnold Palmer, nhưng ông là người giỏi nhất mặc dù sau bao năm, ông có không ít đối thủ sừng sỏ. Đầu tiên đó là Palmer, tiếp đến là Gary Player, huyền thoại đến từ Na Phi, và người đồng hương Tom Watson. Năm 1967, ông vô địch US Open lần thứ hai. Và trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến 1980, Jack giành thêm 10 danh hiệu Major để nâng tổng số danh hiệu Major của mình lên 17, vượt qua kỷ lục 13 danh hiệu Major của Bobby Jones. Năm 1986, thời điểm golf đã có thêm nhiều siêu sao mới như Nick Faldo, người Anh, Greg Norman, người Úc và Xavi Ballesteros, người Tây Ban Nha. Mọi người đều nghĩ gấu vàng không còn cơ hội nào cả. Thế nhưng, tại The Masters năm 1986, Nick Lauss đạt thành tích âm 7 gậy ở ngày thi đấu cuối cùng để vươn lên dẫn đầu với âm 9 gậy. Tuy nhiên, chiến thắng của Jack chỉ đến khi Greg Norman mắc lỗi bogey ở hố 18. Đây là chiếc áo xanh thứ 6 và là danh hiệu Major cuối cùng trong sự nghiệp của Jack Nicklaus. Sẽ là không hoa nếu như nói lời tạm biệt ở đây, nhưng tôi lại không làm như vậy. Đó là chia sẻ của Nicklaus sau khi ông nhận cúp. Chiến thắng tại Augusta National năm đó đánh dấu chiếc cúp Major thứ 18 và danh hiệu PGA Tour thứ 73 trong sự nghiệp vĩ đại của Jack Nicklaus. Phong độ của Nick Lau đi xuống kể từ đó. Ông kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao tại giải Open Championship diễn ra tại St Andrews vào ngày 15 tháng 7 năm 2005. Ông ấy đã chơi cùng nhóm với Lutz Donald và Tom Watson trong giải đấu này. Sau hai vòng, ông có tổng 147 gậy, dương 3 và không thể qua cắt. Ở hố 18, vòng 2, sau cú phát bóng, trên đường hướng đến green, ông nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của khán giả. Những lời tán dương, ngưỡng mộ dành cho một huyền thoại golf. Ông đã dành gần phút để khi đứng trên cây cầu biểu tượng Shuriken của St Andrews để chào các khán giả. Để cho các phóng viên ghi lại khoảnh khắc đó, ông và nhiều người đã khóc và ông đã chia tay bằng một cú putt birdie từ 15 feet. Từ giã các giải Major, những sự kiện trên PGA Tour, Nick Lau tham gia Channel PGA Tour, bây giờ được gọi là PGA Tour Champions, khi đủ điều kiện vào tháng 1 năm 1990. Và đến tháng 4 năm 1996, ông đã giành được 10 chiến thắng, trong đó có 8 chức vô địch Major. Bên cạnh những thành tích mang tính cá nhân, Jack Nicklaus cũng tham gia giải đấu đồng đội danh giá nhất hành tinh Ryder Cup. Tổng cộng Jack tham dự Ryder Cup 6 lần trong vai trò thành viên đội tuyển và có 5 lần giành chiến thắng cùng tuyển Mỹ. Ông thi đấu 28 trận và giành được 18,5 điểm. Trong đó trận đấu single match giữa ông và Tony Jeslin tại Ryder Cup năm 1969 là đáng nhớ nhất. Đó là lần đầu tiên Jack Nicklaus góp mặt tại Ryder Cup và tình cờ trận đấu của ông mang tính chất quyết định cho kết quả của giải đấu. Tại hồ số 17 Panam, Nicklaus đang dẫn trước với tỷ số 1 up, nhưng Jeslin thực hiện cú putt eagle để cân bằng trận đấu. Ở green hole đấu cuối cùng, khi cả hai cùng lỡ cơ hội ghi birdie, Jack Nicklaus ở vị trí xa hơn đã có một cú putt ghi điểm 3 thành công. Nếu Jeslin putt trượt, tuyển Mỹ sẽ giành chiến thắng. Nhưng Jack Nicklaus đã có một tình huống xử lý khiến đội trưởng Sam Snead cũng như các đồng đội của ông không hài lòng. Ngay sau khi nhặt trái bóng trong hố, Jack đã lập tức bắt tay Jacqueline, đồng nghĩa chấp nhận kết thúc trận đấu với kết quả hòa. Tuyển Mỹ và châu Âu năm đó hòa chung cuộc 16-16 và tuyển Mỹ giữ cúp. Đó là lần hòa đầu tiên giữa hai đội trong lịch sử Ryder Cup. Là một tay golf xuất sắc, anh ấy đánh bóng vào lỗ, anh ấy nhặt bóng, đưa bóng cho tôi và tôi không tin anh sẽ đánh bóng hỏng. Nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội trong tình huống như thế này. Một điều thật khó tin, một trận hòa đầu tiên trong lịch sử Ryder Cup, hành động chưa từng có trong môn thể thao này. Đội tuyển Mỹ do Sam Snead làm đội trưởng, họ có nhiều người lớn tuổi, gương càng già càng cay, họ khiến người ta phải dè chừng suốt thập niên 40 và 50, không ai làm vậy tại Ryder Cup cả. Jack Nicklaus
có 2 lần làm đội trưởng dẫn dắt tuyển Mỹ tại giải đấu này vào năm 1983 và 1987, trong đó ông giành chiến thắng năm 1983. Tài năng của Jack Nicklaus là không thể bàn cãi. Ông nổi tiếng như vũ bão ngay lập tức sau khi chuyển lên chuyên nghiệp và điều đó cho phép ông kiếm được nguồn thu nhập lớn. Ông còn có cơ hội kinh doanh cùng với Max McComas, người cùng quản lý Arnold Palmer và Gary Player. Golf đã phát triển nhanh chóng về mức độ phổ biến và phủ sóng trên các phương tiện truyền thông vào đầu những năm 1960, dẫn đầu bởi màn trình diễn của ba golfer ngôi sao này. Sự cạnh tranh giữa Palmer, Nicklaus và Player đã phát triển thành cái gọi là Big Three của golf. Vào đầu những năm 1960, Max Comas đã tổ chức một loạt các trận đấu golf trên truyền hình trên khắp thế giới giữa ba ngôi sao được gọi là Big Three Golf. Vào đầu những năm 1970, Nicklaus rời IMG để thành lập cơ quan quản lý của riêng mình. Nicklaus cũng dành phần lớn thời gian của mình cho việc thiết kế sân golf và vận hành một trong những hoạt động thiết kế sân golf lớn nhất trên thế giới. Nicklaus coi việc thiết kế sân golf là một khía cạnh khác khiến ông tham gia và đưa ra một thử thách. Một trong những thiết kế đầu tiên và nổi bật nhất của ông cho đến tận bây giờ là Memphis Village tại bang Ohio, quê hương của ông. Sân bắt đầu hoạt động năm 1974 và đã tổ chức giải Memorial Tournament kể từ khi thành lập vào năm 1976. Chúng ta ở đây năm 1976, giải Memorial Tournament đầu tiên. Khát khao của tôi là trở lại quê hương Columbus, Ohio. Tôi điều hành giải đấu, tổ chức giải, vì vậy tôi cảm thấy rất tự hào với trách nhiệm đặc biệt đó. Memorial Tournament bắt đầu từ năm 1976, Roger Maltby đã vô địch năm đầu tiên. Ông chính là người mở đường cho làn sóng những ngôi sao đến chinh phục giải. Giải đấu quy tụ những golfer giỏi nhất của những golfer giỏi nhất, bởi vì sân này sẽ đáp cho họ phô diễn tất cả những gì họ có. Khi game đấu lên cao nhất, bạn không chỉ khóa chặt mình vào cuộc chiến mà phải phô diễn thứ golf tinh túy nhất. Đối với tôi, cuối cùng tôi cũng có đột phá năm 1991 tại giải Memorial. Đó cũng là chiến thắng đầu tiên của tôi ở PGA Tour và ông ấy bắt tay tôi khi tôi bước tới green hole 18. Tôi nhận ra đó chính là đỉnh cao trong sự nghiệp chơi golf của mình. Dạo bước ở hole 18 với chiến thắng, nhìn thấy Jack đứng ở trên green hole 18, đó là cảm giác tuyệt vời nhất. Cách quen thuộc của tôi là nói lời chúc mừng và xin cảm ơn vì đã ở đây. Và Memorial luôn tự hào với anh thi đấu tuần này và nó đã trở thành một thông lệ của tôi. Việc ông ấy có mặt ở hole 18 có ý nghĩa to lớn với chúng tôi với vai trò golfer và nó được nâng lên một tầm cao mới. Memphis Village cũng từng đăng cai tổ chức các giải đấu lớn như Ryder Cup năm 1987, các trận đấu Johann Cup năm 1998 và Presidents' Cup năm 2013. Sau khi kết thúc sự nghiệp chơi golf đỉnh cao, Jack cũng tập trung vào công ty thiết kế sân golf của mình hơn. Nicklaus cũng hợp tác với 4 người con trai và con rể của mình thông qua công ty của họ, Nicklaus Design. Trong khi phần lớn các sân do Nicklaus thiết kế nằm ở Hoa Kỳ, công ty còn thiết kế các sân golf ở châu Á, Úc, New Zealand, Canada, châu Âu và Mexico. Tại Việt Nam, công ty của Jack Nicklaus cũng thiết kế nhiều sân golf nổi tiếng như BRG Legend Hills, BRG King Scott, BRG Đà Nẵng, FLC Goblins Quy Nhơn. Jack kết hôn với Barbara vào năm 1960 khi chưa tốt nghiệp đại học và có 5 đứa con. Họ đã cùng nhau làm từ thiện trên khắp nước Mỹ, lập ra quỹ sức khỏe trẻ em Nicklaus với nhiều tâm huyết, có ý nghĩa lớn trong việc hỗ trợ trẻ em, đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn. Trong suốt sự nghiệp golf lừng lẫy của mình, Jack Nicklaus đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá, như được giới thiệu vào Đại lộ Danh vọng Golf Thế giới năm 1974, giải golfer xuất sắc nhất PGA Tour 5 lần và đứng đầu danh sách tiền thưởng trên PGA Tour 8 lần. Ông cũng đã đạt được giải thưởng Bob Jones và giải thưởng Paige Stewart,
thì còn một giải thưởng vô cùng danh giá mà ông được nhận vào năm 2014, đó chính là Huy chương vàng Quốc hội Mỹ, ghi nhận sự phục vụ cho quốc gia trong việc thúc đẩy tinh thần thể thao. Đây là một giải thưởng đặc biệt được trao cho các tướng lĩnh quân sự, công chức, vận động viên và nghệ sĩ. Tôi đoán quý vị cho rằng tôi phải vui khi được đứng đây. Nhưng sự thật là tôi cảm thấy mình thấp kém. Khi nhìn vào những người nhận được huy chương vàng quốc hội trong quá khứ, cứ như là các trường trong sách lịch sử vậy. George Washington, Ulysses Grant, anh em nhà Wright, Jonas Salk, tướng Douglas MacArthur, Winston Churchill, Walt Disney và nhiều người nữa. Jack Nicklaus được tôn vinh là một trong những người chơi gôn vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong suốt sự nghiệp, ông đã có 117 chiến thắng ở các giải đấu chuyên nghiệp. 18 danh hiệu major của ông đang là kỷ lục khó có thể cân bằng. Golfer đang đứng sau ông là Tiger Woods với 15 chiến thắng. Ông đã thi đấu ở 164 giải major, nhiều hơn bất kỳ golfer nào khác, và kết thúc với 73 chiến thắng tại PGA Tour, đứng thứ 3 sau Sam Smith 82 và Woods 82. Những kỷ lục của Gấu Vàng xác lập đang chờ những tài năng golf sau này phá vỡ, và họ luôn coi ông là thần tượng để theo đuổi.